Và ngay bây giờ sẽ là MV về chủ đề lửa với phần trình diễn của Ngọc Sơn và Phạm Lịch. Đây là thí sinh có những bước nhảy đẹp hơn cả người hướng dẫn mình. Các bạn đã thể hiện được cái phần kịch tính ở trong cái câu chuyện các bạn muốn kể và đem lại cảm xúc được cho tôi. Tôi muốn được xem lại cái bài này một lần nữa cho đã. Yeah, nó quá tuyệt vời. Mấy cái phần hitting của em, mấy cái phần popping nó rõ ràng và nó rất là mạnh. Nó là một cái cảm giác im lặng, nó rất là mượt và đẹp. Và anh tin tất cả mọi thứ em thể hiện trong cái bài này, nó nhìn giống Lịch là đúng là bạn gái và người yêu của em trong cái bài này. Tới giờ này tôi không nghĩ Ngọc Sơn là một thí sinh nữa rồi. Tôi thấy rất là hứng thú khi xem cái bài này. Quá tuyệt vời với câu chuyện về hai con phượng hoàng lửa do Ngọc Sơn và Phạm Lịch mang đến. Và John, what do you think? Oh, cái bài này nó rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Và anh cũng hơi sợ lúc anh xem, vì anh thấy một số lần lúc em đang nhảy, em đang có cái dầu hôi trong cái miệng lúc em đang nhảy luôn, đúng không? Và ở ngoài cái bài nhảy, ở ngoài cái động tác, em cũng thể hiện mấy cái xiết lửa luôn. Rất là khó. Mà thực sự trong một cái bài như vậy nó rất là hoành tráng với cái lửa, và nếu mà mình nhảy xấu mình cũng thấy nó rất là đẹp vì nó rất là hoành tráng và có nhiều chi tiết. Nhưng em với Lịch nhảy rất là hay, và Lịch em không có chìm động tác gì đâu, tại trong cái bài này em làm mấy cái động tác khó nhất, bưng bê khó nhất. Em thực sự thử thách Sơn Lâm và em Ngọc hơi Sơn, ác nha. Ngọc Sơn, Ngọc Sơn, sorry. Và em thực sự em thử thách tất cả mọi thứ và của Ngọc Sơn, và anh thấy nó rất là hợp lý. Hot boy như em thể hiện một cái bài này rất là tuyệt vời. Đúng rồi, hot boy thì phải làm cái gì nóng, đúng không John? Yes. 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 Trời ơi, tự nhiên mà tôi cho nói tới cái đoạn mà cầm mà phun lửa, rồi lúc đó tôi muốn đẩy Trường Giang vô ghê, ước gì Trường Giang nhảy cái bài này. Giang có dám không? Tiếp tục chương trình.
À vậy hả? Quý vị và các bạn thân mến, và hãy ủng hộ tiếp cho Ngọc Sơn. Một tràng pháo tay cho Ngọc Sơn và Phạm Lực, thưa quý vị. Sẽ còn tiết mục dành cho một khách mời rất là đặc biệt mà quý vị và các bạn đang chờ đợi. Và bên cạnh đó cũng sẽ có kết quả của quán quân chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút. Quý vị đừng chuyển kênh nhé.